Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ một clip là thử làm một công việc là đi làm shipper. Rất là vất vả luôn. Đây là chiếc xe mình đi làm shipper này. Đây là những gói hàng để mà mình làm shipper đấy mọi người ạ. Đây là một gói hàng đi làm shipper. Đây là con xe của mình. Mũ. Làm nghề shipper nó mệt thật. Nào là bị bom hàng, nào là người ta bắt mình chờ lâu này, rồi là mình phải đợi các thứ. Mình làm từ lúc 6 giờ à, vì mình làm 7 giờ 30 cho đến mấy giờ này, cho đến 5 rưỡi, mà trưa mình không được ngủ, mình còn giao cả trưa nữa. Quay đây, còn đấy là số tiền mình thu lợi bất chính này, hình như tỷ, hình như rơi vào tầm khoảng 6-7 triệu, nhiều tiền lắm. Mình đi làm nghề shipper này, tiền nói chung là tiền nhiều. Đây, tiền làm shipper của mình, cái tiền này là mình phải về trả lại cho công ty này đấy, và mình sẽ lấy tiền mỗi đơn hàng của mình là được 7.000 một đơn đó. Xe đây mình vẫn còn dư 4 đơn. Trên này là mình, đây mình vẫn còn dư 4 đơn này. Ở kiện vấn đề là những người ta không ship này đó, mà thử làm một cái nghề shipper này xem thế nào, mà công nhận là vất vả thật. Đây, hôm nay mình giao hàng tổng tất cả là có 34 đơn hàng mang đi này, thì ký nhận là 25 này, và tổng số thu được mình là 8.4 triệu này, 9.500 này, đó sẽ là như thế. Cho nên từ sau này mình có đặt hàng ở trên mạng thì mình sẽ lấy nhanh cho những người shipper cho mình. Mình hiểu cái nỗi khổ vất vả của những người shipper như thế nào. Đây, xe xuống xe của mình. Đấy, một cái con nghề mà không phải ai cũng trải nghiệm được. Đấy. Đây, người của mình thì rất là bẩn thỉu luôn. Giày của mình đây, rất là bẩn thỉu. Đất nhiều lắm. Các thứ. Túi đi rách cả túi. Túi ấy đã vào rách rồi. Bị bung cái này thì không ấy được. Túi như này bị rách này. Đây, bị kéo ra kéo vào để bỏ một cái ví thì bị rách. Đó. Số tiền này thì cũng rơi vào tầm thu được về như vậy thôi. Xe của mình thì tính là làm shipper này thì chạy đi chạy lại nó tốn kém. Mình đổ 50.000 đầy xăng đầy, nhưng mà mình chạy đi chạy lại cũng tốn thời gian đấy, thì nó sẽ gần hết xăng này, vạch đỏ rồi đấy. Còn xe thì rất là nóng, bụi bặm kiểu. Kể lại là mình giao hàng từ lúc 6 giờ. À, từ lúc 7 giờ 30 mà mình nhận hàng cho đến khoảng tầm gần 9 giờ. Sau khi mình buộc tất cả hàng đầy ắp, và tổng là mình mang đi khoảng 34 đơn hàng. Như vậy mình hôm nay mình còn một người em của mình thì lấy giúp mình khoảng 3-4 đơn hàng nữa đi ship hộ. Thì nói chung là mình cũng được 28-29 đơn hàng. Và mình ship đến khoảng 12 giờ 30.
thì mình mệt quá thì mình ăn nắm xôi lúc buổi sáng còn dở, mình chưa ăn. Đây, sau đó là mình ngồi nghỉ một tí ở trên xe, là mình tiếp tục gọi điện thoại và đi ship luôn. Thời gian nghỉ của mình thì cũng rơi vào tầm khoảng 10 phút là mình gọi điện thoại để chờ khách, thì đấy là thời gian mình ngồi trên xe nghỉ luôn. Đấy, đây là chia sẻ như thế thôi. Rất là vui. Và có lẽ đây là một cái công việc sau 2 3 ngày mình làm thì mình sẽ không nghỉ việc, mình không làm nữa. Và mình cũng sẽ trải nghiệm như thế thôi để chia sẻ cho những người nào muốn thử thách bản thân. Tí nữa là mình mang cái hộp này này để về trả lại cho công ty giao hàng. Có thể là hôm ngày mai họ sẽ mình gọi lại cho một lần nữa mà họ không bắt máy thì mình sẽ đưa về cho công ty để công ty trả lại những cái nơi chuyển đi. Trước khi mình đi thì mình cũng mang một cái cục sạc như này để tiện điện thoại hết pin, bởi vì mình dùng liên tục một ngày. Công việc một ngày nó sẽ là như thế. Có lẽ là mình xin dừng clip ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này của mình. Chào tạm biệt.